Đại trưởng lão Calut gì? C. Sự hoạch đắc danh hiệu đệ nhất Vào một dịp khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tăng, Ngài quán xét về vai trò của Đại Đức Calut đại gì gánh vác trong việc làm ấm lòng vua Suddhodana và quyến thuộc của Đức Phật và Ngài công bố. Này các tỳ khưu trong số các vị tinh văn đệ tử của Như Lai mà có khả năng làm khơi dậy, niềm tình tính đối với Như Lai trong tâm quyến thuộc của Như Lai thì tỳ khưu của lúc đại gì là đệ nhất